Chào các em, hôm nay cô và các em sẽ cùng nhau trả lời câu hỏi số 3 trong 122 trong sách giáo khoa sinh học 7. Đề bài như sau. Tại sao nói vai trò tiêu diệt sâu bọ có hại của lưỡng cư có giá trị bổ sung cho hoạt động của chim về ban ngày? Để trả lời câu hỏi này, các em hãy nhớ lại phần 4, vai trò của lưỡng cư. Trong bài 37, đa dạng và đặc điểm chung của lớp lưỡng cư trong sách giáo khoa sinh học 7 trong 120. Chúng ta cùng đi vào lời giải chi tiết. Đa số các loài chim kiếm mồi vào ban ngày, từ đó tiêu diệt các sâu bọ hoạt động ban ngày. Đa số lưỡng cư không đuôi có số lượng loài lớn nhất trong lớp lưỡng cư đi kiếm ăn về ban đêm, tiêu diệt được một số lượng lớn sâu bọ hoạt động về đêm. Từ đó, hoạt động kiếm mồi của lưỡng cư giúp tiêu diệt các sâu bọ mà chim hoạt động ban ngày không tiêu diệt được. Lưỡng cư có vai trò tiêu diệt sâu bọ có hại, có giá trị bổ sung cho hoạt động của chim vào ban ngày. Như vậy, hôm nay cô và các em đã cùng nhau trả lời xong câu hỏi số 3 trong 122 trong sách giáo khoa sinh học 7.